Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay nếu anh chị em nào đang tìm kiếm cho mình một cái mẫu xe máy dầu, gọi là hàng siêu phẩm của mẫu xe Toyota, thì tôi có mới về thêm một cái mẫu xe Toyota Legender các bạn nhé. Đấy, Toyota Legender sản xuất năm 2021 luôn các bạn nha, mới đi được có 4.000 cây. Và phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất. Toyota Legender ở phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 2 cầu, máy dầu số tự động. Xe đã được trang bị cực kỳ nhiều tính năng công nghệ vô cùng hiện đại, trong đó là có bao gồm cái camera 360 độ các bạn nhé. Camera 360 độ theo xe luôn. Và ngoài ra thì hệ thống đèn pha và đèn cốt đều được trang bị công nghệ đèn LED. Bên cạnh đó thì đã được trang bị công nghệ đèn LED ban ngày. Ngoài ra thì có hệ thống đèn gầm được trang bị công nghệ LED, cũng như là đèn chờ dẫn đường Follow Me Home. Và phía trước thì được trang bị cái cảm biến tiến phía trước các bạn nhé. Cảm biến tiến phía trước, xe phải nói rằng cực kỳ đỉnh cấp. Động cơ 2.8 các bạn nhé, xe thì như mới luôn và đi được 4.000 km các bạn nhé. 4.000 km, phải nói rằng là đây, các bạn nhìn này, tay nốp này. Đấy, vẫn còn nguyên hết này. Đấy, tay nốp còn nguyên hết. 4.000 cây đẹp như mới, sơn zin 100% luôn các bạn nhé. Sơn zin 100% mới 4.000 cây. Xe còn đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023 các bạn nhé. Tháng 12 năm 2023. Đấy, xe này hiện tại tôi chung cùng với một showroom nữa. Đấy, và hai anh em chung cùng nhau. Đấy, trước tôi làm ở tại ô tô Đức Thiện số 10 Thành Thái, và hiện tại tôi đã mở doanh nghiệp riêng tại số 17 Phạm Hùng, siêu thị ô tô BK Hà Nội các bạn ạ. Đấy. Các bạn tìm xe thì đến đơn vị nào cũng được các bạn nhé. 30H, biển số xe là cực đẹp luôn các bạn nhé. Có thể nói rằng là bán biển tặng xe luôn. Biển 30H11166, phải nói là biển siêu đẹp luôn các bạn nhé. Phụ kiện thì được trang bị đầy đủ hết rồi, không có thiếu gì cả. Cốp sau đã được trang bị cảm cốp sau chỉnh điện các bạn nhé. Đấy, cốp sau chỉnh điện. Cốp sau chỉnh điện nhé. Cốp sau chỉnh điện thì có rất nhiều cách để chỉnh điện này. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy cốp sau chỉnh điện các bạn. Đây. Cốp sau chỉnh điện. Đây. Và ngoài ra được trang bị cả cái chức năng đá cốp luôn các bạn nhé. Chức năng đá cốp này. Đấy. Rồi. Phải nói là không thể chê vào đâu được các bạn ạ. Đây, coi như này. Ghế để trang bị ghế thể thao các bạn nhé. Ghế rất là thể thao. Màu đen, viền đỏ các bạn ạ. Bản Legender các bạn nhé, Legender. Mức tiêu thụ nhiên liệu máy dầu các bạn nhé. Ngoài đô thị là 7,32 lít, trong đô thị là 10,85 lít, và được kết hợp là 8,63 lít các bạn nhé. Đấy, bản Legender tiết kiệm cỡ khoảng tầm 300 triệu cho việc các bạn mua xe mới các bạn nhé. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Bản Legender đi 4.000 cây các bạn ạ. Đây, 4.600 cây này các bạn nhìn này. Không thể đỡ được luôn. Đây, cân bằng điện tử cài cầu cho các chế độ lái Eco, Normal, Sports, hộp số tự động 6 cấp các bạn nhé. Chế độ Engine Start Top này, Cruise Control, gạt mưa tự động rồi các bạn nhé. Gạt mưa tự động luôn. Cân bằng điện tử rồi, gương chiếu hậu tự động chống chói. Đấy, thì trang bị đầy đủ hết các bạn nhé. Xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá là 1.499.000.000. Giá thì hoàn toàn có thể thương lượng được. Anh chị em nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại của chúng tôi 0939063333. Chúc anh chị Hoàng nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Hỗ trợ trả góp 75 chỉ cần 566 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi nhé. Với lãi suất là 0.64% một tháng. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.